kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nhiều lính Ukraine đầu hàng Nga tại mặt trận Kursk. Phòng tuyến Ukraine vùng Donbass nguy cấp. Đức từ chối đề nghị của Ukraine bất chấp quan điểm của Mỹ. Nga đánh thẳng quân dự bị, lính Ukraine tiếp tục đầu hàng tại Kursk. Quân đội Nga tấn công lực lượng dự bị của Ukraine nhằm chặn đà tiến công ở vùng biên giới Kursk. Tại mặt trận này, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 9 tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk, đồng thời tấn công lực lượng dự bị của Ukraine và có thêm nhiều binh lính của Ukraine đầu hàng lực lượng Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga trong vòng 24 giờ. Trước đó, lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8, khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã triển khai thiết bị quân sự tại Sumy, nơi Kiev phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk, với mục tiêu là tạo ra một vùng đệm trên vùng lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột kích qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga tiếp tục bị đẩy lùi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đầu hàng Nga tại khu vực Kursk trong vòng 24 giờ qua. Trong ngày 15 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 300 quân nhân và 22 xe bọc thép tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo thêm, trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng các khu định cư Lyubimovka và Malaya Lovnia. Hai nỗ lực tấn công theo hướng khu định cư Viktorovska và Orovska và Kremianov đã bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 25 người thiệt mạng và bị thương, một xe bọc thép chở quân, hai xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy, 5 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng. Tổng cộng, theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Ukraine mất hơn 13.400 quân nhân, 113 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 718 xe chiến đấu bọc thép. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Lực lượng Vũ trang Nga, Tư lệnh Lực lượng Akhmat, Thiếu tướng Ati Alorinov cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các chiến binh của biệt đội Kastan thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã chiếm được hai cứ điểm, hạ gục đối phương và bắt giữ tù binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 9 cho biết có 40.000 quân nhân Nga đang chiến đấu tại tỉnh Kursk và Moscow muốn đạt được những bước đột phá nhanh chóng. Ukraine tuyên bố hiện kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ tại Kursk. Sau hơn một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk. Mặc dù vậy, đà tiến công của Kiev có xu hướng chững lại khi Moscow bắt đầu tăng viện binh để phản công. Phòng tuyến Ukraine nguy cấp, Nga tung quân bao vây từ địa Donbass. Phòng tuyến Ukraine tại Donbass đang nguy cấp, đó là tiết lộ mới nhất của một sĩ quan quân đội Ukraine ở gần tiền tuyến phía nam thành phố Pokrovsk. Chiến lược quân sự của Nga dường như nhằm bao vây thành phố này, một trung tâm thiết bị quan trọng ở khu vực Donbass miền đông Ukraine. Sĩ quan Ukraine cho biết các chỉ huy quân đội dường như muốn giữ vững vị trí của lực lượng Kiev ở khu vực bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ mất thêm quân và các nguồn lực khác. Ông nói rằng cách tiếp cận này tạo ra một số nồi hầm, tức là cái vùng lãnh thổ rộng lớn bị lực lượng Nga bao vây. Một trong số nồi hầm như vậy ở phía nam Pokrovsk. Theo sĩ quan Ukraine, một số lữ đoàn đã bị xóa sổ khi chiến đấu dọc theo nồi hầm do chỉ huy muốn cố thủ tại các vị trí. Thay vào đó, họ nên rút quân và thu ngắn tuyến phòng thủ. Một nhà phân tích và đồng sáng lập bản đồ Deep State chuyên theo dõi diễn biến mới nhất ở tiền tuyến Ukraine cho biết, binh lính Ukraine hiện đã rút lui ra khỏi làng Nevesky để tránh bị bao vây. Điều đó có nghĩa là mối đe dọa bị bao vây không còn nghiêm trọng nữa. Nhưng các sĩ quan ở tiền tuyến cho biết, việc rút lui đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu. Sĩ quan Ukraine cho rằng, sinh mạng và nguồn lực của quân đội Ukraine đang bị lãng phí để bảo vệ khu vực mà họ không thể giữ được. Lực lượng Moscow đang tiến về phía Kurakov, một thành phố cách Pokrovsk 35 km về phía nam. Các lực lượng Kiev tại khu vực này xác nhận giao tranh đã leo thang trong thời gian gần đây. Diễn biến này cũng được phản ánh trong các cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm 12 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo
có 32 cuộc giao tranh theo hướng Pokrovsk và 48 cuộc theo hướng Kurakov. Một chỉ huy tiểu đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn 110 của Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga cũng tiến dọc theo hai bên sườn ngoài cuộc tấn công trực tiếp vào Pokrovsk. Tuy nhiên, ông khẳng định đối phương hiện tập trung chủ yếu ở sườn phía nam theo hướng Kurakov. Binh lính Ukraine nói rằng quân đội Nga tấn công các vị trí của Ukraine theo nhóm nhỏ và thường không có xe bọc thép đi kèm. Theo quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn 33, điều khiến khu vực Kurakov trở nên khó khăn trong cả phòng thủ và tiến công là do địa hình bằng phẳng. Kurakov được kết nối với Pokrovsk bằng đường bộ. Đây là một phần trong hạ tầng di chuyển binh lính và vật tư trên tiền tuyến. Nếu Nga chiếm được thành phố này, họ có thể tiến về phía bắc để tấn công Pokrovsk theo một hướng mới. Một khả năng khác là Nga có thể tấn công quân đội Ukraine tại Vuleda ở phía sau. Đây là một thành phố ở phía nam tiền tuyến Donbass mà Nga đã cố gắng chiếm giữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo sĩ quan Ukraine, những sai lầm chiến lược mà Kiev mắc phải trước đây khiến họ chỉ còn một cách duy nhất để bảo vệ Pokrovsk và ngăn Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Sĩ quan Ukraine cảnh báo một mặt trận Bakhmut mới có thể được thiết lập ở khu vực này. Nga đã tuyên bố kiểm soát Bakhmut gần một năm trước và nơi này đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt. Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến, dài hơn 1.000 km tại Ukraine. Đây là một trung tâm hậu cần huyết mạch, nằm ở nút giao của các trục đường sắt tiếp viện quan trọng nhất của Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo, việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk, khi Nga sẽ chọc sâu hơn vào khu vực và có lợi thế hơn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022 và đang tiến sâu vào khu vực miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% khu vực này. Tổng thống Nga ngày 2 tháng 9 cho hay, lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Đức từ chối đề nghị của Ukraine bất chấp quan điểm của Mỹ. Một thông tin gây thất vọng cho Thủ tướng Ukraine, theo đó Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz tuyên bố, việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ nước Nga sẽ là một vấn đề lớn và ông sẽ không để điều đó xảy ra. Thủ tướng Scholz cũng loại trừ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine trong tương lai khi trả lời câu hỏi của người dân ở đây, viện dẫn lý do lo ngại tình hình có thể leo thang nghiêm trọng. Ông cho biết ông đã nói không với đề nghị của Ukraine và nhấn mạnh điều đó vẫn có hiệu lực. Bình luận về báo cáo của Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế hiện tại. Ông Olaf Scholz cũng cho biết không phải tất cả các suy đoán đều đúng. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Cả hai bên đã nhất trí cùng các đồng minh khác cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng tên lửa Storm Shadow như lời kêu gọi của Kiev. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó cho biết Mỹ sẽ không công bố bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi chính sách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa sau cuộc họp của Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer.